Lấy lý do cần nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ thanh toán, kinh doanh trên mạng, đối tượng này đã sử dụng các mạng xã hội để thu mua tài khoản ngân hàng của học sinh, sinh viên không sử dụng với giá 400.000 đồng một tài khoản. Đối tượng còn tuyển thêm các cộng tác viên và khuyến khích mọi người mở nhiều tài khoản ngân hàng và thu mua với số lượng không giới hạn. Thuê các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đi mở tài khoản và thu mua lại. Các bạn sinh viên sẽ không biết được mục đích sử dụng cái tài khoản này để làm gì ạ. Cùng trong đường dây này, đối tượng Đinh Thành Long lại mua nhiều ảnh chụp chứng minh thư nhân dân trên mạng, sau đó thuê chỉnh sửa dãy số chứng minh thư để mở nhiều tài khoản ngân hàng. Đối tượng còn mua sim rác để làm thủ tục đăng nhập Internet Banking, sau đó liên kết mở ví tài khoản Momo để chiếm đoạt tiền voucher khuyến mãi của doanh nghiệp, sau đó mới tiếp tục giao bán lại các tài khoản ngân hàng. Sửa số chứng minh thư, sau đó em và Sơn thuê Nam có một file Excel để chuyển cho đối tượng tên là Chất mở những bộ hồ sơ DV giả. Sau khi mua được các tài khoản ngân hàng, các đối tượng này giao bán lại trên mạng xã hội cho người có nhu cầu mua với số tiền từ 1,5 triệu đồng một tài khoản. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng trong đường dây này đã hưởng lợi hàng tỷ đồng từ việc mua bán trái phép thông tin tài khoản của người khác. Mua bán những thông tin cá nhân của người dân, sau đó thì kết nối với ngân hàng để lập ra các tài khoản. Sau khi lập được các tài khoản của ngân hàng thì là bán cho các đối tượng thông qua mạng xã hội để bán, để tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của các cá nhân và tổ chức. Hiện cơ quan công an đã thu giữ hơn 2.700 sim điện thoại, trong đó có nhiều sim đã được kích hoạt giao dịch mã OTP.